Bây giờ xin mời các bạn tiếp theo tập thứ ba của Vòng Tay Lửa. Buổi chiều, chuẩn thức giấc, nữ đã bỏ đi từ lâu, đầu chuẩn nhất như búa bổ, chân tay trở trời mệt mỏi, chuẩn nhăn mặt ngượng ngùng nghĩ tới những giờ phút hừng hực thèm muốn trên thân thể nữ suốt buổi trưa. Nếu ai nhìn thấy chàng và nữ ở những giờ phút mồ hôi nhễ nhại trên thân thể, hơi thở đứt đoạn, những tiếng trên trĩ vô nghĩa ấy, thật không thể ngờ được. Mày đã bẩn thỉu thú vật quá rồi chuẩn ơi, liệu mày đủ can đảm nhìn lại mặt trí? Dù sao mày cũng chỉ còn trí và sĩ là hai người bạn thân nhất. Chuẩn thở hắt ra, vùng ngồi dậy, hai gan bàn chân chuẩn co rúm vì những hạt cát vụn trên mặt đá hoa. Chuẩn mở tung cửa sổ nhìn xuống đường phố, chiều đã nhạt nắng. Thành phố vừa khởi đầu một nhịp sống mới sau những giờ nắng cháy buổi trưa, chàng vặn mình sương sống kêu răng rắc, ngáp không che miệng, trở lại ngồi gù gù lưng trên giường, dấu tích cơn động dâm cuồng bạo còn loang lổ trên tấm tráp vàng ố, nhăn nhúm. Chuẩn lúc lắc cần cổ theo một thói quen, cầm lá thư của nữ trên tay, nữ phải xuống một quận lỵ cách tỉnh hơn 30 cây số để giao hàng, chưa chắc về kịp trong ngày. Chuẩn vo viên lá thư ném vào một góc phòng rồi khỏa thân quải quải bước vào phòng tắm. Nước mắt lạnh phơi phới niềm vui và sinh lực ở từng lỗ chân lông. Chuẩn dửng dưng nhìn xuôi theo thân thể mình. Hình ảnh nữ xõa tóc trên mặt gối, từng mảnh y phục bị bốc dần, làn da mềm ấm vào vòng tay thèm khát của người quá phụ 20. Đã gần một năm chưa biết đến da thịt người khác phái, chần vần trong tâm trí chuẩn. Chuẩn thoáng buồn nghĩ tới Thúy Thúy. Thúy cũng đã quá chồng, nghĩa là cũng có thể như nữ. Một ly rượu chát, một bữa ăn và một chiếc giường, những chống cự lý lệ và những tiếng rên rỉ khát vọng. Thời thế này không dành một khuyến khích nào cho sự thủy chung thủ tiết thờ chồng. Con người bị đẩy xuống thấp với những đòi hỏi vị kỷ của nó. Những quyền lợi giành đoạt được với danh nghĩa giải phóng con người trở thành những bàn tuột, những bãi lầy cho con người. Chuẩn khẽ thở dài bước ra khỏi phòng tắm. Những mảnh vụn cảm nghĩ mỗi lúc một nở lớn trong tâm trí, xoáy cuốn như một cơn lốc. Chuẩn mệt mỏi thay quần áo thẫn thờ xuống phố. Những bước chân buông thả đưa chuẩn xuôi theo con phố. Trả trượi những khuôn mặt phấn son lè loẹt. Mới hai ngày qua chuẩn đã bắt đầu chán ngán thành phố này. Con phố chính trở thành trung tâm snack bar. Những căn nhà bình dân xa xưa được sửa lại, ngăn phòng cho mướn. Người ta ào ạt hăm hở làm giàu. Con gái học đệ tam đệ nhị tập tễnh đi học thêm Anh văn để làm sở Mỹ. Thanh niên làm thông dịch viên hay lao công cũng cho sở Mỹ. Chuẩn nhếch môi cười chua chát chợt nhớ tới người chuẩn quý tối qua. Rồi hắn sẽ ra sao, hắn sẽ mang về núi rừng, mang vào trận địa những cay đắng tủi hổ. Ngày tháng là da dứt miên man, thù hận ngất ngất cao. Hắn sẽ làm tất cả mọi việc liều lĩnh nhất trần gian để có thể quay quả trong giây lát. Nhưng để được gì và tới đâu? Cũng như tôi đã được gì sau hơn 4 năm làm lính vừa qua, Thúy Thúy vẫn còn đó trong tâm tưởng. Chắc đắng muộn phiền, mỗi lần thức giấc nửa khuya trên đỉnh cao, Thúy Thúy vẫn còn đó, mờ ảo trong một khoảng trống chưa người con gái nào đủ khả năng thay thế. Tôi đã mang mối tình mật đắng ấy rời bỏ thành phố, vào một quân trường, mơ ước những chuyến đi thật dài, trôi nổi đó đây như loài gió hoang tàn, mơ ước cuộc gặp gỡ kỳ thú với một cô gái tỉnh nhỏ ngoan hiền nào đó sẽ giúp tôi quên đi những lọc lừa phản trắc mà Thúy Thúy đã khai tâm cho tôi ở bài học tình ái đầu tiên. Nhưng khi đã mặc lên thân thể bộ quần áo lính, khi đã khép mình vào nghiêm luật súng đạn, nỗi kỳ thú nhỏ mọn đời lính chưa đủ trung hòa những bất mãn âm thầm, tôi phải mở lớn mắt nhìn những quả đấm sắt bọc nhung hoặc không, dán đúng giữa mặt, hệt như ngày nào ở tuổi dậy thì, Thúy Thúy đã đánh thức tôi khỏi giấc mơ tình yêu, dạy dỗ tôi rằng không có phần mộng mơ nào dành cho một con người. Và mới nhất, mới chỉ 4 ngày trước, chiếc đế giày người thượng sĩ thả đài mở cho tôi một cánh cửa khác, một hướng nhìn khác, trong hồn tôi vừa thêm một vết thương mưng mủ nữa, tôi sẽ phải khởi đầu trở lại từ âm số. Như nhục nhằn là thức ăn, như tự đầy đọa là cửa ngõ an bằng cho tâm trí,
nhưng rồi cũng được gì và tới đâu. Chuẩn chợt nhận ra chàng vừa tới cuối đường, trước mặt là bãi cát thoai thoải đổ xuôi và mặt biển xanh thẳm. Gió chiều nồng hơi muối mơn man trên da thịt đầu tóc. Chuẩn thọc tay vào túi quần, chưa có quyết định dứt khoát. Chàng khum tay che gió mồi một điếu thuốc rồi nhún vai khật khưởng sang đường. Thơ thẩn men theo bờ cát mịn, giờ này chắc lệ đã sửa soạn tới vũ trường. Tội nghiệp con bé, có lẽ nó đã yêu mình từ lâu. Nếu mình chú ý đến nó, chắc đời nó đã đổi khác. Nhưng cuộc đời là vậy, khi khám phá được sự thật thường đã muộn màng gian dở. Mình có nhiều điểm hợp với Lệ, nhưng hai đứa đã đứng ở hai đầu đại lộ. Mình không thể chịu đựng nổi một người vợ hay chửi thề, hút thuốc như tàu thở khói. Những ngày tháng đi hoang và cuộc sống hiện tại đã khiến Lệ lệch lạc quá mức. Chuẩn chật bật cười khô khan, không hiểu Lệ cuội với mình hay nói thật. Nếu đúng, Lệ tự biến mình thành đàn bà rồi mới ngủ với những thằng đàn em du đảng, quả là một chuyện hy hữu và độc đáo. Nhưng biết đâu Lệ muốn tạo quanh nó bằng một huyền thoại. Những người con gái xa lầy thường thích sống với những kỷ niệm, với những tình yêu ảo ảnh đẹp như một bài thơ. Mỗi chân, Chuẩn đến ngồi dưới một gốc phi lao nhìn mông ra khơi. Khói thuốc thơm ngọt ngào và se sắt buồn, đã sắp hết hai ngày phép. 4 ngày nữa, chỉ còn 4 ngày rảnh rỗi nữa, số phận mình sẽ ra sao? Hy vọng ông già cho mình ở lại binh chủng để chuộc lỗi lầm, chờ đợi một khóa dù khác. Mình sẽ tình nguyện đi những công tác nguy hiểm nhất để chứng tỏ mình không phải là một thằng chết nhát. Bị đạp ra khỏi chuồng cu chỉ là sự rủi ro của mình. Nếu cần sẽ nhờ sĩ năn nỉ giúp. Chắc sĩ đã về, nghe nói sĩ được ông già quý lắm, có sĩ nói vào coi như xong. Tiếng cười nói tríu rít của hai người con gái gần chỗ Chuẩn ngồi bắt chàng chú ý. Nhìn sang, Chuẩn chợt mỉm cười vu vơ, nhận ra cô gái áo tím chiều qua, bên cạnh nàng là một cô gái cùng trạc tuổi. Cả hai đang cười nói nhìn về phía Chuẩn, giọng người con gái áo tím tròn tan. Người ta đang chờ bà xã quy ạ. Chắc không phải đâu chị, trông tướng có vẻ thất tình quá. Thất tình, ai mò ra đây, người ta phải ngồi gật gù bên chén rượu chứ. Vậy chắc người ta đang tìm dần thơ. Em mê thi sĩ lính lắm chị ơi. Cô gái áo tím phát nhẹ vai bạn kêu lên nho nhỏ. Con này ghê quá, trêu người ta hoài, mấy ông biệt kích dù dữ lắm mày ơi. Chuẩn cười với con mắt có đuôi nói vọng sang. Biệt kích dù hiền lắm. Quy biểu môi, cái hiền của mấy ông đem đấu xảo được. Chuẩn cười đứng lên bước tới chỗ hai cô gái. Chàng ngồi xuống trước mặt hai người hỏi qua tiếng cười. Hai cô cho phép nhà thơ này học chuyện chứ? Quy vênh mặt, đất nhà nước, ông cứ tự nhiên. Cô gái áo tím nhìn Chuẩn cao giọng trĩu cợt. Ông vừa tự giới thiệu là nhà thơ. Chuẩn nghiêng đầu. Vâng, cô à, đã đọc thơ tôi chưa? Bút hiệu ông là gì? À, Cánh Sen Tàn, cô không biết nhà thơ Cánh Sen Tàn sao? Hai cô gái che miệng cười, Chuẩn gật gù. Tôi là nhà thơ mới nổi đăng lên. Hai cô không biết tới nhà thơ Cánh Sen Tàn là một thiếu sót đầy ăn năn và hối hận. Quy ngừng cười chanh chua. Ông mới nổi lên, tôi không được hân hạnh biết danh. Xin lỗi, ông đã in được tập thơ nào chưa ạ? Tặng chúng tôi tập đi. Chuẩn nhún vai. Tại sao thi sĩ phải in thơ? Những người in thơ bán chỉ là những ngụy thi sĩ. Họ làm xấu mặt với thi sĩ chúng tôi. Quy gật gù biểu môi. Vậy ông đăng thơ trên báo nào? Chuẩn lắc đầu. Ai, tôi không thèm gửi bài cho báo nào cả. Người con gái áo tím xen vào. Chắc ông chỉ làm thơ cho ông và vợ ông đọc. Chuẩn vẫn lắc đầu. Không, tôi là nhà thơ không tác phẩm. Quy nhún vai. Đáng lẽ phải không bút hiệu nữa. Chuẩn cười nhìn cô gái áo tím si đắm khiến nàng mất tự nhiên. Quy khẽ nhíu mày khó chịu. Ông định làm thơ ca ngợi chị thương tôi à? Chuẩn cười với con mắt có đuôi. Cô đây là thương. À, xin lỗi còn cô. Tôi không có tên. Nàng hơi ngừng lại đổi giọng châm biếm. Tôi cũng là nhà thơ nữa. Bút hiệu tôi là Trầm Cây Si. Chuẩn thẳng nhiên hỏi. À, Trầm Cây Si ai vậy cô? Thương bật cười nho nhỏ. Thắc mắc hoài vậy, còn tên thật ông là gì? À, tôi là Sĩ. Chuẩn không nhận ra vẻ khác lạ của Thương vì cái tên Sĩ chàng tự xưng. Thương nhớ mắt hỏi gặng. Có thật tên ông không?
Chuẩn nhìn Thương dò xét, khẽ gật đầu. Thương cười nhức nhối. Thời buổi này khó tin mấy ông lắm, mấy ông nói dối như quỷ. Chuẩn đưa tay lên trời cao giọng, tôi xin thề, quy cướp lời, tôi không nói dối, súng đạn sẽ ăn tôi, phải thấy không ông sĩ? Chuẩn chưa kịp trả lời, bỗng có tiếng còi xe jeep từ trên bờ vọng xuống, rồi một giọng đàn bà gọi lớn, Thương ơi Thương! Thương và Quy vội đứng lên, Thương nhìn Chuẩn bối rối định nói điều gì nhưng lại nói lãng. Xin phép ông, chắc bà xã ông đang đợi cơm ở nhà. Chuẩn nhìn Thương đắm đuối. Chiều chiều à, cô hay ra đây chứ? Thương cười bước theo Quy, Chuẩn ngồi một điếu thuốc ngước lên nhìn theo. Chỉ còn một vạt áo màu tím thoáng bay sau một góc dứa dại, rồi loáng thoáng tiếng cười nói ríu rít trên mặt lộ. Và tiếng chip di động vào trung tâm thành phố, nhỏ dần, để lại Chuẩn với niềm vui vu vơ. Chuẩn chợt sống lại với những cảm giác phiêu bồng mơn mẩn tình yêu thuở nào. Những cảm giác bấy lâu đã trở thành xa lạ, khiến Chuẩn thường có ý nghĩ mình đã khô cằn già nua. Hình như em cũng có cảm tình đặc biệt với mình. Chuẩn vật vờ bay lên cao với niềm vui trời bể sông sao sên phách. Nhất định mình phải tìm gặp em trong những ngày phép còn lại. Không phải tìm gặp để chỉ nhìn em suông hay rung rung, ấp úng trao cho em lá thư dày cộm hàng chục trang giấy học trò, vuông vuông, ô kẻ chi chích chữ. Mình già rồi chắc chắn ăn đứt mấy cậu mặt mụn theo đuổi tán tỉnh em, mà không hiểu em đã có người yêu chưa. Đẹp đẽ, quý phái như em thiếu gì người mơ tưởng, nhưng cũng có thể em chưa yêu ai. Và mình sẽ là người con trai đầu tiên mời mọc em tham dự một cuộc thánh du tình ái. Chuẩn ngồi sang một điếu thuốc khác, khật khưởng đứng dậy, trời đã tối hẳn, gió lộng hơn, ngọt ngào hơn. Chuẩn lầm lũi cúi đầu trên những bước chân trở lại thành phố. Chuẩn có cảm tưởng Thương đã vô cùng gần gũi, thân mật. Chưa có một người con gái nào sao Thúy Thúy mang đến cho Chuẩn những kích xúc phiêu lãng vỡ bờ như Thương chiều nay. Chưa một người con gái nào sao Thúy Thúy không bắt chàng phải so sánh với người tình cũ trong phiêu buồn mang mang, nhức nhối âm thầm. Dù Thúy Thúy chỉ là một bóng mờ, một làn sương khói ảo ảnh đã vượt thoát khỏi vòng tay quyền lực của Chuẩn. Nhưng kể từ chiều nay, Chuẩn nghĩ, Thương đã hiện lên vô cùng rực rỡ, ống ả như tơ lụa, thơm ngát như hương cỏ mùa xuân. Thương sẽ cứu mình thoát khỏi lớp khuôn sáp, trở về với con người thật của mình. Một người đàn ông cần yêu và biết yêu, và như thế mình phải quên đi những thuận, nữ hay lệ, phải dẹp bỏ những cơn mù say điên cuồng, mình phải khởi đầu trở lại, dù đã 29 tuổi, dù đã bị nọc độc chiến tranh thấm vào từng thứ thịt, từng tế bào thần kinh, mình phải khởi đầu trở lại để xứng đáng với sự tinh khiết trong sáng của Thương. Mắt Chuẩn trực lên quyết định sắt đá ấy. Chàng lẫn mình vào bóng tối của hàng phượng vĩ, nói thầm trong điệu cười vui mơ hồ. Thương ơi Thương, anh yêu em, anh yêu em. Tập thứ 3 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp theo tập thứ 4.